channel của mình là Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được mời vào một cái server có tên là Vinamai. Thì hiện tại mình đang được mời vào chế độ là Survival Tony. Thì khi các bạn vào đăng nhập á, thì các bạn sẽ được có một cái gọi là cái xe địa ngục nè. Sau đó bạn sẽ bấm vào cái Survival Tony. Thì hiện tại mình được mời vào server này cho nên bây giờ mình sẽ vào ha. Thì ok, các bạn khi bấm vào thì nó sẽ đưa các bạn vào cổng nước. Và các bạn đi vào cổng nước thì bạn sẽ đến với Survival Tony. Và hiện tại là server này đang online là 45 trên 60. Mà không biết là mình còn phải đăng nhập lại nữa. Rồi bạn đợi mình tí nha, mình đăng nhập lại phát. Ok, hiện tại mình đang ở trong server Vinamai nè các bạn. Hiện tại đang online gì 46 trên 60, đông vậy. Hello on. Thì server khá là lắc, không biết là cái server này đông như vậy mà mình còn kêu mình vào cái đây để giới thiệu nữa thì không biết như thế nào. Nhưng mà ok, thì được mời vào giới thiệu thì mình cứ làm tròn bổn phận thôi. Thì hiện tại là có hai thứ trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó là một là mình cần giới thiệu hết những cái tính năng trong cái menu này. Hai là mình cần giới thiệu cho các bạn là cái hệ thống gì đó gọi là sòng bạc, sòng bài, sòng gì đó. Nói chung là rất là gọi là nhiều cái tính năng hay. Thì bây giờ chơi hơi lắc các bạn ơi, để mình hỏi admin xem như thế nào nha. Rồi mình sẽ quay trở lại ngay. Một giây. Ok, thì hiện tại mình đã hỏi admin rồi. Thì giờ chúng ta sẽ cần phải đi qua cái gọi là web nha các bạn. Thì không được, không bấm cái lệnh này được. Thì chúng ta, mục đích của mình á, mình kêu là mình sẽ cần phải giới thiệu đầu tiên cho các bạn là website và web casino cũng như là farm mod. Thì ba cái đó là ba cái chức năng gọi là tiêu biểu của server. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cho các bạn đây. Có là casino nè và farm mod cũng như là khu trao đổi thực phẩm. Mình nghĩ là cái này là cái web để trao đổi thực... mấy ông này ông đẩy đẩy có không có web được. Ôi ôi. Chạy ra cho tôi web đi. Lên cho tôi web đi. Hiện tại đang có sự kiện khuyến mãi 100% đẹp thẻ nè các bạn. Hôm nay là cái gì đây? Khu vực trao đổi phẩm. Trời, vô đây luôn, khỏi mất công. Ok, mình sẽ hơi lag, hơi delay. Tại vì... đi vào được mà. Ok, thì đây là cái gì? Set đấu sĩ. Set đấu sĩ 1 sao. Thì cái set này là đấu sĩ là sao? À, set này là set chay bằng gỗ. Cấp 2 là bạn vẫn chay bằng gỗ luôn, nhưng mà đổi, hình như là đổi lọ gỗ nè. Đấy. Và ở đây cũng đổi lọ gỗ lại luôn. Và cấp 3 thì các bạn, khi mà bạn chay lên cấp 3 thì bạn có thêm được một cái dòng, đó là cái dòng gai. Bây giờ là giáp gì đây? Set vệ binh. Thì là chay từ bí ngô, dưa hấu và cái gì nữa? Lúa. Rồi từ tới set gì đây? Set chiến binh. Chiến binh là gạch, là từ gạch nè các bạn. Chạy khá là nhiều quá. Nếu như các bạn là muốn chơi trong server này, mình không biết là có bị cấm giống như cấm chế tạo không. Nếu mà cấm chế tạo hoặc là cấm enchant á thì các bạn mới phải chay như thế này. Còn nếu mà thả enchant ra thì chay như thế này thì hơi cực. Đấy, giờ xét thủ lĩnh nè. Đó, bạn cần có kim cương. Có lưỡi hái, đấu sĩ gì nữa nè. Ghê hả? Sếp nệt level 16 luôn. Bạn chay lên tới đây chắc kinh khủng lắm à. Rồi cái gì nữa? Cái này là 3 sao luôn. Sách nợt 18, gõ 10 đam à. Ngon. Này mình thử, không biết là từ đầu này hay là đầu nào nữa. Còn bên này là set gì đây? Áo tinh anh. Thâu con. À, cái này hình như là bên này là đồ donate các bạn. Bên kia là đồ chay, thì bên này là đồ donate. Tí nữa chúng ta sẽ vào casino để nướng vạc. Đây là đồ donate nha các bạn. Donate thì không biết là một con này là bao nhiêu. Mình thử vô menu. Đây shop con thì một con này là 20 con, tức là một cái bông hoa này là 20 con thì là bao nhiêu, này là 80 con, tức là như là 80 bon á, một món. Đấy, qua bên này thì nó càng ngày sẽ càng nâng cấp lên. Cái này là bạn mua luôn chứ bạn không có update, tức là vô từ một sao bạn mua set một sao đúng không, thì bạn mua luôn set 2 sao chứ không có được update lên, cho nên bạn phải cân nhắc kỹ. Cái này đại tướng này có gì không, cũng là những cái dòng đó rồi được nâng cấp lên thôi. Còn bên này là set gì đây? Chúa tể. Cũng là những dòng đó nhưng mà được nâng cấp option lên thì càng ngày nó sẽ càng mạnh đó. Đi là 15 luôn, nhìn xem mà
mình thấy có vẻ nó bá bá sao. Còn bên này là cái gì đây, khu trao đổi tiền tệ, Vinamilk Shop Diamond là sao ta, đổi tiền là sao, không hiểu. Mua là 50, bán là 50 hả? Giống kiểu bạn lấy tiền hay sao đó, lấy tiền này bạn bán hả ta? Cái này sao mình không hiểu lắm, nhưng mà như là bán á, bán với mua á. Còn đây là cái gì? Len. Đổi kim cương. À, mấy thằng chay này trên này nó đều có cái công thức hết. Bạn thích đổi như thế nào thì bạn nhìn lên đây nè, đổi thủy tinh màu nè. Còn bên này là xẻng quân dụng, là từ web chay đổi ra vật phẩm tiền đồng là sao ta? À, bạn tức là bạn phải mua, một cái cục này, bạn bỏ 1.000 tiền ra, sau đó bạn mua được cái xẻng này, sau đó rồi từ từ bạn sẽ nâng cấp lên tới xẻng cấp cuối luôn, có thể quýnh ra lửa luôn nè, ghê đó. Đúng rồi, tức là bạn sẽ bỏ tiền ra, các bạn mua, sau đó rồi bạn sẽ vô đây để chay, tức là vừa đồ này với vừa chay luôn á. Có cái cánh này nè bạn, này ổng không cho tôi vô đây. Cái cánh là như là 200 con một cái cánh, năng lượng 1.600 đã, có vụ có năng lượng nữa hả? Triệu hồi quái vật khô héo. Ồ, ngon. À, triệu hồi quái vật khô héo. À, con xương đen á bạn, nếu như bạn bấm một phát á là nó sẽ gọi một con xương, nó là cái thẻ đó sẽ mất đó. Nếu bạn kiểu bạn muốn kiếm đồng Wither á là bạn sẽ cần phải làm như vậy. Ở trên này có gì nữa không, ở trên này có gì không ta, đi lên được không, lối lên. Ồ, sao mình, ồ đi vào được mà. Ủa sao tự nhiên chặn vậy, đừng có chặn. Ở trên tầng 2 này có gì nè, mình à đang phát triển mà mình thấy có cái gì. À, khiên 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 đi qua bên kia, đi qua bên kia. Mấy người, tại vì sao biết, bạn biết sao đông không, tại vì admin thông báo ở trên fanpage á, cho nên mọi người mới vào đông như vậy. Thì thông thường thì mình kiểu như là mình muốn là quay nó vắng vắng ấy, mình sẽ dễ review hơn. Đấy, đây là tạo ra cái gì đây, chú mèo mà bạn cũng mua cái cục đó, sau đó bạn ra đây và sắp cờ. Ô, này là cờ đó hả, chứ không phải là khiên hả? Mình tưởng khiên chứ cờ. Ở trên này có gì không, không có gì hết, đi xuống. Ok, thì bây giờ chúng ta đã qua xong cái web chay rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái web khác ha. Ok, bây giờ mình sẽ sắm một cái set đồ khủng nhất cái đã. Có con làm gì, có 10.000 con làm gì, các bạn sắm một cái set khủng nhất xẻng rồi rìu, nói chung là sắm những set đồ khủng nhất có thể đó. Cuối cùng rồi, cây rìu. Rồi bây giờ mình đi qua kia mình sắm thêm một set đồ nữa, thì cất hết những cái này đi, mình sẽ dời nó xuống đây. Và chúng ta còn có một cái kiếm. Cái kiếm đâu ta? À, cái cung này, cái cung này. Đấy, cái cung cấp cuối cùng luôn, mình cũng phải cần cái cung cấp cuối. Nói chung là đồ nào cũng cấp cuối hết. Cái cung cấp cuối này là gì? Power 5 Infinity. Không có cung, mình hiện tại không có cung. Từ từ, chúng ta sẽ mua luôn set chú tể. Chú tể. À, có kiếm, có kiếm, có kiếm. Ok, qua đây. Thì là cái set đồ á, bạn mua kiếm á, nó sẽ nằm chung với lại lúc các bạn mua mấy cái set đồ luôn. Ồ, kiếm chú tể, lưỡi hái chú tể gì đó mình quất hết, mặc vô đẹp trai chưa. Ồ, đẹp trai ngay. Có mua rank không ta, để mình coi thử coi menu. Sắp rank. À, đây đây thì có 1, 2, 3, 4, 5 loại rank, và hình như là không có mua vĩnh viễn. Bạn có thuê là một thuê là 3 ngày, và các bạn sẽ để vào đây để bạn coi những cái quyền lợi của rank nè, như là giữ SP khi chết nè, giữ vật phẩm. Ok, mình mua cái này luôn khỏi nói nhiều. E hi hi nè, đó, đổi thành tên là Legend liền ấy, đẹp trai đẹp trai. Ok, bây giờ mình sẽ warp qua cái gọi là cái farm mode. Chúng ta sẽ đi qua cái dịch chuyển nè và đấu đây, qua farm mode, đứng đợi 5 phút nào bạn. Để ấy đừng có đẩy rồi. Ok, hên quá mình qua kịp bên fan mod rồi. Thì chào mừng. Ồ ồ ghê, accept.
đến với My VN Server Tony. Nhưng mà đây là đâu nữa? Khu vực chiến đấu với quái vật thì sao đây? Đây là cửa hàng. Đây là cửa hàng gì vậy? Cửa hàng loại ngọc đặc biệt và phẩm ép thành công sẽ nổ và biến mất. Chọn ngọc phù hợp với phẩm trước khi trao đổi. Ghê hả? Ép không thành công sẽ nổ đồ gì ghê vậy? Kiếm thần thú đồ gì đây? À mấy set này hình như là set trao đổi của cái web chay á bạn. Bây giờ mình sẽ chắc là đi vô đây để đánh. Nhưng mà từ từ để mình coi mấy cái ngọc này là ngọc gì đây. Ép không thành công sẽ nổ. Ghê vậy? Ngọc biển xanh. Ngọc biển xanh là cái gì đây? Nhận hiệu ứng thở dưới nước chỉ có tác dụng lên nhân vật. À mấy cái enchant, mấy cái dòng enchant. Thì trong đây có khá là nhiều dòng nè, sát thủ, nguyền rủa, quỷ quái. Nói chung là bạn nào thích cái dòng nào là phải đi vô đây để chay, thì những cái này là đi đánh mấy con quái nó mới xuất hiện những cái đồ đó. Những cái đồ đó thì từ những cái đồ đó bạn sẽ giờ đây đổi lại. Ok, đi qua đây đúng không? Có nguyên một cái bản đồ quái vật luôn hả bạn? Thì nhận tùy những cái con quái vật á, mỗi loại quái á nó sẽ xuất hiện ra một cái gọi là một cái món đồ nhất định. Thì bạn muốn cái có cái ngọc nào á thì bạn phải đi săn từng cái con quái đó. Mình sẽ fly. Run không được fly à? Thì bạn phải đi săn từng con quái nè, chiến binh. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi săn nữa, coi chúng ta đánh thử một vài vòng nữa coi chúng ta thấy được những con quái gì. Để thử coi tụi nó đâu rồi. Quái đâu? Hello. Ê, sao lắc lắc vậy? Hello. Không có quái. Quái đâu ta? Hay là phải đi qua cái khỏi cái thành này mới có quái. Ủa mình không thấy quái ta. Kỳ vậy. Không thấy con quái nào luôn á. Hay là phải đi qua đây. Đi qua đây mới có quái. Hello. Không có quái. Hay là cái web này chưa mở. Kỳ vậy. Hình như bây giờ mới mở nè bạn. Đó, thấy không? Bạn thấy mấy con quái không? Nó có mấy cái đầu ghê không? Nhìn rất là ghê. Hay là chiến binh gì đây? Chiến binh bí ngô. Ôi chết rồi, mình quấn chết rồi. Con này nó như con heo vậy bạn. Nó cầm cái cục vàng kìa. Đó, khi bạn quấn có cơ hội bạn sẽ nhận được cái cục đó. Chết rồi, chết tôi rồi. No. Mình làm cái cục này nữa coi. Để mình làm cái cục này mình review cho bạn. Ok. Ai. Đừng chạy đi mày. Đó, con này nó bắn cung thì nó sẽ cầm cây cung nữa. Đó, chiến binh xe mạc. Đó, thì bạn quýnh bạn sẽ lặn được mũi tên của đào tặc. Sau đó bạn sẽ về chay lại những cái option mà bạn muốn. Đó, tức là enchant á. Enchant thì chắc là cái này không chơi enchant bằng ấy rồi, không chơi enchant bằng cái bàn chế tạo rồi, để bạn ép bằng cái này chứ đúng không? Mình nghĩ là như vậy. Ok, thì đây cái web này rất là hay các bạn. Thì nó hơi lắc tí, nhưng mà hình như cái quái này, con quái này nó sẽ xuất hiện cố định. Khi mà bạn quýnh vô á thì nó mới bắt đầu quýnh các bạn lận. Con này có block sắt nè, đào được không? Có spawner phía dưới. Ơi đừng, gì bắn ở đâu vậy? Mấy con mình có lệnh fit rồi đúng không? Đấy, F3 còn mới bớt lắc. Tải lại trên nó mới bớt lắc à. Tại sao nó chờ luôn, ở đây. Thì có rất là nhiều loại quái bạn, trong cái nguyên một cái bản đồ này nè, có rất là nhiều loại quái. Thì các bạn muốn farm loại nào á, bạn phải dựa theo cái bản đồ mà lúc nãy đầu tiên các bạn vô cổng á, nó sẽ xuất hiện cái bản đồ. Thì trong cái đó nó sẽ có rất là nhiều loại quái như thế này. Thì các bạn chỉ việc quýnh đúng loại thôi thì nó sẽ rớt đúng cái món đồ mà bạn cần để đi chay cái dòng đó. Mỗi cái dòng này ép đồ thì nó sẽ có một cái loại đồ nhất định. Đó, như cái này nè, nó rớt ra mảnh vải sét ướp đồ gì nè. Đó, thì các bạn sẽ lượm về, sau đó tới cái web chay ngay lại web farm mod và đánh. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử coi có cái gì ngon không, giết tụi này coi. Giết mỗi loại quái chúng ta nên đánh một hai cái cho nó vui. Đấy, ôi thì hiện tại server khá là đông cho nên nó cũng hơi delay một tí, nhưng mà không đến nỗi nào đó bạn. Thì đây là Survival Tony, cho nên bạn có thể đi xa ra rồi bạn tạo Tony các thứ các kiểu sinh sống, cho nên không có sợ bị phá đâu bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi qua cái web casino thử nha. Ok, hiện tại mình đang đi qua cái web gọi là gì, casino. Thì ở đây cái server này thì nó có
gọi là mấy cái web rất là đẹp bạn, cho nên xây dựng rất là công phu. Rồi mỗi chỗ, mỗi web và web qua đây thì bây giờ đánh như thế nào đây? Casino Gold. Đánh cái gì đây để mình thử coi. Tiền đồng sử dụng để làm cái gì đây? Hiểu rồi. Casino quay rương. Đây là cái web để quay rương. Nó giống như kiểu quay rương vậy á, thì giờ bạn phải có cái chìa khóa mới 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 được. Thì cái này là gì đây? Mảnh ghép Tony 30 mảnh để đổi một con. Là giống như cái này. Không phải hả? Cái này khác nữa, cái này với cái này khác nhau. Thì như bấm vô đây. Quay với giá 9 con. Thưởng dashboard. Mình thử coi. Để mình quay thử coi. Là sao ta? Cái này là sao? Hình như là ba cái này cùng nhau thì mới ăn đúng không ta? Để mình thử coi. Là sao ta? Không hiểu. Mấy ông này không bị chặn ở ngoài hết rồi. Ok, Casino Gold thì các bạn ở đây Gold hiện có là 50.000 để bạn chơi bằng 199 tiền. Là 200 tiền một lần quay các bạn. Thì các bạn quay thì các bạn sẽ được gì đây? 4 diamond tiếp tục. À, tức là bạn không cần chìa khóa, bạn vô đây bạn bấm luôn. Cứ mỗi lần bạn bấm một lần là được chơi luôn. Thử qua Casino Gold này thử coi. Thì cái này sẽ có những cái quyển sách enchant cũng như là đồ kim cương các thứ. Để mình thử coi. Cái này lấy gì ta? Có mũ tinh anh nữa kìa. Mình được cái gì vậy? Mình được mũ quyển lút tinh. Tiền bạc. Thì cái này giống như kiểu bạn, thay vì bạn mua chìa khóa ở những cái server khác đúng không, thì cái này á gọi là không cần mua chìa khóa luôn, bạn vô đây bấm chơi. Mình làm được cái áo tinh anh thời hạn một ngày. Đồ này có thời hạn nữa. Đợt hàng có thời hạn, tưởng đâu là đồ vĩnh viễn chứ. Đồ quay trong này là bạn sẽ có thời hạn các thứ. Flame là cái này là lửa nè. Thì nếu như bạn nào thích vào đây chơi thì bạn hãy vào Vinamai với IP là mc.vinamai.net nha. Thì server có rất là nhiều cái tính năng hay, hấp dẫn cũng như là trình gọi là gì ta, sắp xếp rồi hợp lý logic, cũng như là cái web farm mod đó giúp cho bạn rất là có rất là nhiều loại quái để farm, không có cần phải một loại ấy. Cho nên hy vọng là bạn sẽ truy cập vào đây để chơi Tony và slot là 60. Bạn phải vào sớm à, mình thấy cũng khá khá là đông bạn chơi ở trong này. Hy vọng là các bạn vô không có bị full. Còn cái này chơi sao ta? Cái này chơi khó hơn thì phải, mình nghĩ là ba cái này nè cùng nhau thì mới trúng. Mình nghĩ là vậy á, ba cái này trùng nhau rồi mới trúng được. Mình nghĩ cái này nè, nó ba cái này trùng nhau, để thử coi quay có cái nào nó ra đó. Tức là ba cái đó nó cùng về một hướng, trúng một 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 hướng á, thì các bạn mới có thể là trúng được đồ. Và cái này chơi mỗi lần là 5.000 tiền hết, mắc vãi. Bạn nào không có tiền vô đây lột quần luôn. Quay được trúng cái lóc vàng à. Được 8 emerald nè, ngon. Thì cái này cũng khá là khó, thì bây giờ mình sẽ bay vòng 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 xung quanh cái spawn cho bạn xem nó đẹp như thế nào nha. Nói chung là mình giới thiệu cho bạn biết cái server này thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái jetpack nè bạn. Ở khu vực này thì bạn chỉ cần có 10 con bạn, và cái jetpack này nó hoạt động bằng block than nha bạn. Khi các bạn mặc vào á thì có thể đeo vào lưng là đeo vào áo, xong các bạn bấm ship hả, giữ ship để bay. Nhưng mà hiện tại là mình đang có bao nhiêu năng lượng ta? Đây là một bay, làm sao bay lên đây? Giữ ship xong bấm bay nó sẽ bay được, nhưng mà từ từ để bây giờ mình đi qua cái web survival đi cho nó dễ. Đây qua đây, web survival đâu đây, bạn đợi 5 giây nào, qua cái web survival bay nó đấy. Thì
tự động dịch chuyển. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vô cái tự tự động dịch chuyển thì nó sẽ đưa các bạn à đây mình đang giữ ship đây. Khi mà giữ ship thì các bạn có thể bay được vòng vòng coi thử coi. Ồ. À, hệ thống nó sẽ tự động kích hoạt cái cánh này luôn. Nó tự bay luôn các bạn. Thì khi bạn mua bạn được 16.000 năng lượng, chả biết tức là không biết là tốn bao nhiêu lóc than nữa. Các bạn bỏ than vào để nạp nhiên liệu hả? Ở đâu bỏ than ở đâu mới được chứ? Thì các bạn ơi ơi sao nó bị giật 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 hơi đông các bạn, server hơi đông cho nên mới giật vẻ gì, còn spawn ngay chỗ cái vũng nước nữa. Thì hiện nay như thế này hình như là thế giới Amplify nè, kiểu mà đồi núi tùm lum tà la mà bự chảng luôn. Cho nên sử dụng cái cánh bay này là khá là hợp lý các bạn. Ơi mình sắp hết năng lượng rồi, cẩn thận cẩn thận. Ơi hơi lắc. Ê ơi mình sắp hết năng lượng rồi, mình cần phải đáp xuống đây. À. Ok, sau khi bạn hết năng lượng á, bạn cầm cái cánh này, bạn bấm chuột phải, xong rồi bạn bỏ vô đây. Thì cái hệ thống nó sẽ tự động nạp năng lượng lại bạn. Thì không biết là ở từ à bạn bỏ vô đây nè, xong rồi nó nạp đầy rồi, bạn chỉ việc lấy ra thôi rồi sử dụng. Rồi tiếng gì ghê. Rồi sau đó tiếp tục bấm ship để bay. Bấm ship là hệ thống nó tự động bay, nhưng mà hiện tại thì nó hơi lắc các bạn, cho nên khá là khó nè đó. Chứ bạn chỉ cần bấm ship thôi, cái ship bắt này bạn chỉ cần bấm ship và khi mà hết năng lượng thì chuột phải vào cái cành thì nó cũng hơi hơi cực tí, nó không bay được vĩnh viễn nhưng mà cũng khá là hay. Thì với cái cánh này các bạn có thể bay và không cần phải có rank hay là mấy server khác thì bạn phải có rank VIP hay là gì đó thì bạn mới thể. Mình đang bị anti cheat rồi, tại vì bay cao quá cho nên nó ở đây có gì nè. Có nhà của ông nào ở dưới này đẹp vậy. Thì cái thế giới Amplify này cũng rất là hay các bạn. Nó giúp cho chúng ta có thể xây được những cái nhà rất là đẹp, tại vì nó có nhiều hang động ấy. Thì mình đang bay à. Tại vì phải à hồi nãy trời 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 sáng á, thì có tiếng gà, còn trời tối thì có tiếng con gì kêu ghê ghê zombie hay sao. Mà không bay không có tiếng ta, hay là do mình ấy ta, chắc là do mình bấm gì vậy nó không có tiếng. Nhưng mà ở đây có mấy ông xây nhà ngay có mấy cái góc đẹp đẹp bạn, mấy cái góc mà trong núi chỉ ra ngoài biển đồ á, xây mấy cái góc đó mới đẹp. Ê, mình đang bị lắc rồi. Bay này thì nó cũng phải bay từ từ thôi chứ bay nhanh quá thì hệ thống anti nó cũng cắm nữa. Thì ok, nếu như bạn nào thích á hãy truy cập vào server mcvinamai.net và phiên bản là 1.10 nha bạn. Tại vì 1.10 trở lên thì mới có cánh như thế này. Chứ 1.9, 1.10 mới có, chứ còn bắt đầu từ 1.8 thì nó làm gì có cánh, thì 1.10 chứ. Ok, thì nếu như bạn nào thích hãy truy cập vào server vinamai.net. Ngoài ra thì hãy vào chế độ Tony cũng như là có rất là nhiều chế độ khác. Bạn nào thích chơi chế độ nào thì vào chế độ đó. Thì mình chỉ giới thiệu cho bạn những cái tính năng của trong cái server gọi là Tony thôi, còn những server khác thì bạn có thể vào truy cập vào đó tìm hiểu. Còn bây giờ thì nếu như bạn nào thích hãy like và share cũng như là click đăng ký theo dõi channel của mình để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.